Ok, hello, chào mấy anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Hôm nay mình cùng với các bạn sẽ chơi thử con nhân vật Black Dancer này. Con này hình như là mình nhớ là mình chưa làm trên kênh của mình đâu. Con nhân vật này thì có đặc điểm là cộng 500 tầm đánh này. Mỗi một đam nguyên tố của mình sẽ quy đổi thành 4 attack speed. Và đầu game thì sẽ cộng 5 đam nguyên tố rồi, cho nên là có sẵn 20 tốc đánh đúng không? Cộng 50 pickup range này. Không thể sử dụng vũ khí tầm xa và HP khi mà tăng sẽ bị giảm đến 50%. Con này sẽ sử dụng đam nguyên tố là chủ yếu, đúng không? Và cái vũ khí lần này mình sử dụng sẽ là một cái này là cái gì nhỉ? Soul Slicer. Ok, cái này thì cũng sử dụng đam nguyên tố thôi. Nhưng mà con này cooldown sao bị cooldown 0.97 nó lại đỏ lòm thế nhỉ? Thôi bỏ đi, kệ đi. Vào đang giờ 5 thôi. Chuyển luôn. Ôi, nhưng mà con này ít máu thế. Con này ít máu thế nhở? Sao có 5 máu vậy? 5 máu này chơi bờ gì? Đã ít máu xong này còn HP khi mà tăng thì bị giảm 50% nữa. Đỡ kiểu gì đây? Attack speed range 5 dam đi. Một cái này. Kiếm. Ôi, rôn đổ chán thế. Rôn mãi tận phát cuối cùng mới ra được cái dao xanh này. Rôn chán thế nhở? Đánh hơi chậm nhở? Đánh gần 1 giây mới đánh được 1 phát. Đánh này chưa ổn. Cần phải đánh nhanh hơn cơ. Chứ đánh này hơi chậm. May mắn. Đam ngắn và giáp. Sao nó lại không có đam nguyên tố nhỉ? À đây rồi, đam nguyên tố rồi. Chuẩn bị có thêm 3 đam nguyên tố rồi. Cố gắng qua được với 3 đã. Và thôi em đừng đi. Qua đi, qua đi. 3 đam nguyên tố kia là mình sẽ được cộng thêm 12 attack speed nữa. Đánh nhanh hơn nhiều đấy. Không phải nhanh hơn nhiều. 12 attack speed đáng bao nhiêu đâu. Nhanh hơn được có tí à. Wave 3 xong này. Giáp tốc chạy. Mình sẽ lấy ít tốc chạy đây. Chạy cho nó bon chân. Giao điện. Rain 500 rain rồi. Khi giữ lại cái giao điện đi. Chứ còn rain thì tầm 500 rain thì cũng khá là nhiều rain rồi, cũng không cần lắm. Có giữ lại cái giao điện thì giữ thôi. Cái giao điện tí nữa nó giật điện thêm vào nữa thì bổ sung đam nữa. Chứ mà bây giờ cứ chơi nguyên cái dao xanh này thì để mà cứ zone kiếm cái dao xanh này hơi mất thời gian. Còn mất cả material nữa. Nên thôi. Ok, lên được 2 level này. Trừ lên tăng XP được này. Một đam nguyên tố này. 10% attack speed. Ok. Cái này này. Ô, cái này đam nguyên tố giữ lại này. Rau xanh này, mid pole giữ lại này. Ok, được một cái dao điện đã. Cái này con này mà nếu như mà chơi giao điện thì cũng ok chứ nhỉ. Chơi giao điện là cũng ngon phết đấy chứ. Nó giật xa là cũng được phết mà. Mà chưa kể con này khi mà đánh thì tốc độ đánh nó còn nhanh nữa thì giật liên tục. Khá là ngon đấy chứ nếu như mà chơi giao điện. Nhưng mà thôi, mình đang chơi cái vũ khí này của nó rồi thì thôi. Cái vũ khí dao xanh này. Quấy năm à. Trừ grid tăng bỏ đi. Rôn này. Một đam nguyên tố này. Hai giáp này. Một dao, một bóng này. Rôn tiếp này. Rôn tiếp này. Dao điện này. Tiếp tục này. Từ từ xem cái vũ khí này nó cộng cái gì nhở. Trời đất ơi, trừ giáp ạ. Tăng dot trừ giáp.
tăng đót trừ giáp cũng hơi khoai ha. Gì chứ trừ giáp là hơi thốn á. Mà chưa kể con này đam lại còn bé. À nhầm giáp, à nhầm máu lại còn bé nữa. Không thể tin được ấy. Sao lại có cái vũ khí nó như vậy nhỉ. Cái này được chuyển sứ sang chơi giao điện cho nó nhanh. Giao điện là không bị trừ cái gì. Tăng cả đa nguyên tố lẫn chí mạng. Chơi sướng hơn hẳn ấy. Mà nó lại còn giật xa nữa. Tốc độ clear quá của nó sợ còn nhanh hơn. Đam cái kiểu đánh trực tiếp của dao từ nó thì chắc chắn là không bằng rồi, nhưng mà về khả năng mà gây sát thương lan thì nó có khi nó còn hơn đi. Trừ 2 đam tăng 10% attack speed. Trời đê. Một dao này, cái này đam kỹ sư này. Rồi, tiếp tục này. Quay 7. Diệt trứng này. Bỏ ngay mấy quả trứng đi nhá. Chỗ này không có đất cho quả trứng nó sinh sôi nảy nở đâu. Này quả trứng nữa này. Chém ngay. Không cho chúng nó đẻ trứng. À đây, đây trên này. Quả trứng trên này. Ôi, đập ngay quả trứng đi. Không được để cho chúng nó đẻ ra. Đẻ ra là hơi mệt đấy. Ơ à, đây quả nữa. Một lũ này chuẩn bị lao. Lao vai. Con cầm hòm ok. Ui 7 xong này. 10 máu ạ. 3 máu này. Ôi con này lên máu bị giảm nhiều quá. Con này không lên được máu luôn ấy. À, cộng 2 attack speed cho mỗi một đam kỹ sư. Thế thì đánh siêu nhanh luôn nhở. Giao điện này. Combine. Mình sẽ chơi chủ yếu giao điện đi. Chứ còn chơi nhiều cái kia nó bị giảm giáp thì khó chịu lắm. Cứ chơi 3 nọ 3 kia đi. 3 giao điện 3 giao xanh đi. Vừa có thể đánh gần được, vừa có thể đánh xa được. Ui. Một hòm. Ôi bình tĩnh, tí nữa thì nó lao vào người. Ôi bình tĩnh. Ok, tạm thời là xong quay 8. 2 hòm à? Trừ 2 giáp tăng attack speed. Không. Cộng 2 đam nguyên tố. Harvesting sẽ tăng 2% có mỗi quay, trừ 7% đam. 3 đam nguyên tố. Giao điện này. Trừ 2 dot tăng 2 đam nguyên tố. Đầu tư luôn. Giao này. Ăn quả sẽ gây đam nổ. À nhầm, ăn hòm chứ. Lấy hòm sẽ gây một vụ nổ này. Đam cơ bản bị trừ đi, nhưng mà bây giờ mình sẽ đánh nhanh hơn. Bởi vì mình lấy thêm được mấy đam nguyên tố mà. Đam nguyên tố nó cộng thêm cho mình mỗi một đam nguyên tố là cộng 4 attack speed. Cho nên là đánh sẽ nhanh hơn ấy. Mặc dù đam cơ bản của mình bị trừ đi rồi, đam nó bé hơn, nhưng mà cũng bù trừ thôi. Mình lấy thêm đam nguyên tố mà. Ôi. Lào. Phải tăng thêm máu thôi. Phòng ngừa cái việc mà chúng nó lao vào mình bất khả kháng, mình không đỡ lại kịp thì còn không bị sốc sát thương chết. Chứ không có lao vào một phát mà mình không kịp né là đi luôn. Ôi lên được 3 level cơ. Nhiều dữ vậy. 12% đam này. Lấy vội chứ còn gì nữa. 6 máu đi. 12% đam nữa này. Dao này. Cái trắng này. Mình sẽ không lấy cái dao trắng này đâu.
Bộ râu 3 đa nguyên tố cộng 1 giáp trừ 5 crit. Được. Lại một dao này nữa. Kể ra là hút máu với hồi máu của mình chưa có tí gì đâu nhá. Này mà quái mà động vào là mình phải đi ăn quả, mình mới hồi được máu đấy. Khoai sắn phết. Hay là di chuyển cái thứ phải cẩn thận vào. Chứ không là đi luôn ấy, quái động vào đau lắm. Ôi đoát được kìa. Ngon ngon. Ôi quái động vào mất 8 máu. Nhưng mà phát vừa xong mình né được nhá. Có khả năng né đấy. Bởi vì mình có 20 né mà. Ở đâu 18 né chứ. Úi giời ơi, quay 10. Xong quay 10 chưa nhận 7 giây nữa. Ok, thêm hòm nữa này, 2 hòm. Khá là hợp lý nhỉ, 2 hòm. Attack speed này bỏ đi. Mìn này. Tốc chạy né. 9 máu nhá. Hay là lấy hồi máu, hay lấy hút máu đi. Hay lấy attack speed, hay lấy dam. Rain à, rain thì cũng nhiều rồi. Máu đi. Hút máu này. Làm tí hút máu đi. Material bị giảm kìa. Trừ 6 material trong 3 đam ngắn. Cũng được. Mất một chút material nhưng mà tăng thêm được tí tốc đánh. Giờ mình đang có 2% hồi máu. Khá là ít. Thôi có còn hơn không. Tỷ lệ chí mạng thì rất là thấp. Tỷ lệ chí mạng đâu đó có 1% thôi phải. Ôi tí nữa thì lao vào con quái ạ. Có khả năng là do con này nó bị kiểu không lên được máu ấy, cho nên là nó phải cho cái tầm đánh của mình thật xa để có cho quái nó đỡ ép sát mình ấy. Chứ không thì chả tội gì mà chúng nó không cho sử dụng, đã không cho sử dụng vũ khí đam xa rồi mà lại còn. Ui cái gì này, chữ 30 hết tinh cộng gì này mà lại còn ui 5 HP hồi này. Đã không cho sử dụng vũ khí tầm xa rồi mà chúng nó lại còn không cho kiểu gì nhỉ? Không cho lên máu nữa. Trừ một giáp thằng crit. Ui, 25% đam khi mà đánh elite quái này. Đam nguyên tố này. Tiếp tục này, quay 12 đánh elite này. Elite đâu ấy nhỉ? Ôi. Dính phát đạn đau quá. Dính phát đạn đau quá. Không đỡ được. Ôi. Từ từ bình tĩnh nào. Rồi ok. Và tưởng chết ạ, dính phát đạn hơi đau. Không sao. Vẫn còn có thể chiến đấu được. Thanh xuân ta vẫn còn có thể chiến đấu được. Ok, hết quay. Cái gì vậy giời? Sao lại ra được một cái item nó phế như thế này nhở? Cộng 2% đam cho mỗi một âm giáp. Âm giáp thì chơi kiểu gì? Cộng 3 nó cho mỗi âm giáp. Trừ 10 giáp. Không thể tin được cái này. Không lấy. Chắc chắn là không lấy rồi. Quế thực sự cái item này. Không hiểu cái kiểu gì đấy. 5 lắc. 1 em. Cái này được này. Này được này. Cái này cộng 2 harvesting cho một giáp mà mình sở hữu này. Còn 3 cái này trước. Mua cái này đã.
này được này. 50% attack speed chứ 20 dot. Đánh nhanh hơn nhỉ. Nhưng mà thôi. Mình chỉ giữ lại cái kia thôi. Tăng 2 vesting từ giáp thôi, chứ còn mấy cái kia mình sẽ không lấy. Bởi vì 2 vesting của mình nó đang bị âm, cho nên mình muốn cho nó tăng lên, chứ mấy cái kia thì nó vừa trừ giáp đi của mình thì mình không muốn. Gì chứ cái giáp của mình là mình, nếu như mà chơi được giáp là mình tuyệt đối là mình không trừ giáp đi đâu. Còn nếu như mà không chơi được thì đã đành. Đang có giáp thì để phụ trừ. Trừ đi quán lao vào đau lắm. Mà con này đã ít máu rồi. Có cái dép để cho nó giảm cái lượng sát thương đi mà lại còn giảm đi thì thôi. Gì chứ cái né tránh ấy lên kiểu ok thì nó cũng né sát thương thật đấy, nhưng mà nó hên xui lắm. Những pha có thể là nó không né được đâu. Có những pha thì nó né được, có những pha nó không né được luôn ấy. Có những pha nó không né liên tiếp mấy turn luôn ấy là mình chịu, mình không sống được. Còn cái giáp này thì nó ok rồi, nó giảm sát thương mình sẵn này. Attack speed drain hút máu 20 lắc. Khá nhiều lắc nhỉ. 20 lắc đây. 9 máu này. Một dao, một cái này này. Roll này. 100% 5 dot này. 100% material rốt từ cây, nhiều cây hơn xuất hiện. Lấy cái này cũng được. Cái này giữ lại, còn cái explosion size thì mình sẽ không chơi nên cho nên là mình sẽ không lấy các bạn nhé. Mình chả có cái vũ khí nào nó liên quan đến explosion size cả. Trừ cái quả mìn này, còn bây giờ nó mà ra thêm một cái item là vút đỏ ấy, nó có thể biến cái đam ngắn của mình thành đam đỏ nữa ấy, thì có khả năng là mình lấy. Nhưng mà đây giờ không có thì thôi, không lấy, đỡ tốn material. Nói thế cho nó dễ hiểu đúng không? Nhanh gọn lẹ. Nhưng mà nhìn con nhân vật này kiểu giống mấy cái siêu nhân kiến với siêu nhân biết này, mấy bộ phim siêu nhân ngày xưa thế nhỉ. Cũng kiểu mặt nạ như này ấy. Ui ôi, quái đông thế nhỉ. Quái đông thực sự đấy. Ui nó dồn mình này. Nó dồn mình này. Thôi quay này chịu là không đi chặt vào chia đều được rồi. Không nhặt được cái chứ. Rồi equal chuẩn sai. Nó ra thì mình lấy thôi. Tăng dot này. Combine này. Mua cái dao này nữa này. Cái trụ này giữ lại này. Tăng đâm ngắn đâm dài trừ 2 vết tinh. À đầm tăng đâm ngắn và đâm nguyên tố trừ 2 vết tinh cũng được. Cái 2 vết tinh kia thì tí nữa mình sẽ bù lại sau. Kiểu gì mình chả bù được chắc chắn luôn. Chỉ cần mình lên được level thôi là mình sẽ lấy giáp. Và lấy giáp thì mình sẽ có 2 vết tinh để bù vào. Giờ mà nó ra thêm cái item mà tăng giáp rồi là tăng cả né tránh nữa thì ngon. Hoặc là có cái tầm tăng giáp rồi nó chuyển có thể từ bao nhiêu giáp thành máu đấy. Cứ một máu bằng 3 giáp đấy. À nhờ một giáp bằng 3 máu chứ đấy. Một máu bằng 3 giáp thì có mà. Lời quá. Ôi ôi 16 máu. Đau đấy. Ui 689. 12 vesting, 12 dam. Khả năng là sẽ lấy 12 dam. Không thì lấy giáp đi. Zone lấy giáp đi, 3 giáp này. 3 hồi máu này. Cái này này. Cái này này. Giao điện lấy cái này đi. Cộng 8 dam kỹ sư. 8% dam nguyên tố trừ 50 range trừ 10 máu á. Trừ cả máu đi à. Tám đạp kỹ sư. Nếu như mà lấy cái này thì nó sẽ
Từ từ mình có một cái item nào đó đây. Nó sẽ tăng cả tốc đánh cho mình đúng không? Tăng rất nhiều tốc đánh và tăng được cả XP. Trừ mất 10 máu thôi. À, mất 10 máu thôi là nghe hơi sai ấy nhở. 10 máu nó là cả một vấn đề đấy. À mình quên mất. Bởi vì cái con nhân vật này khi mà các bạn tăng hay là giảm HP ấy, thì nó đều, nó sẽ đều chỉ giảm 50% thôi các bạn ạ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Khi các bạn tăng thì nó tăng chỉ được 50% thôi. Ví dụ các bạn lấy 2 máu đúng không, thì các bạn chỉ được nhận 1 máu thôi. Còn khi mà các bạn mà bị trừ đi khoảng 2 máu ấy, lấy cái item nào nó trừ đi 2 máu của các bạn thì các bạn chỉ mất 1 máu thôi. Ờ à, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Quên đi, quên đi. Nhìn thấy cái 10 máu cái để hơi sợ, nhưng mà thực ra thì cũng chỉ mất 5 máu thôi. Vẫn ổn, vẫn ổn, vẫn 24 máu. Mà thêm được ối đam, thêm được ối tốc đánh luôn. Khá là ok đấy chứ. Ôi ok, 583 tiền. Cái này đam sẽ tăng 50%. À đam khi mà mình tăng sẽ bị giảm xuống 25%. Và đam kỹ sư sẽ giảm xuống 25%. Nhưng mà nó có khả năng gây ra vụ nổ. Đấy các bạn bảo thế, nên là mình sẽ thử nhá. Ok, hút máu cộng 3 đi. Cái này tăng giáp à? Ok luôn. Giao điện tím này. Chơi luôn giao điện tím đi. Cái này lấy được này. Cái này cộng 1 đam kỹ sư cho mỗi 1 đam nguyên tố. Cái này chơi được này. Lóc lại. Cái này trừ đam dài. Có thể khả năng hồi máu. Ok, quay 17 các bạn ạ. Từ từ, 10 xem nào, ok lại xem nào. Giáp là 10 giáp này. 10 giáp là tương đương với lại 10 giáp là tương đương với lại 22 vết tinh. Ừ, 2 vết tinh đam không gọi âm. Còn cái này là cộng 21 tốc đánh này. Ok, tiếp tục, tiếp tục. Úi xồi ôi đánh này. Bây giờ đánh nó mới nhanh chứ. Ui, ui. Quái chạm vào đau thế. Nó chạm vào phát đau thực sự ạ. Các bạn bảo là cái này có thể khả năng gây vụ nổ mà sao mình nó không thấy nó nổ cái gì nhỉ? Cái item vừa nãy mình lấy ấy. Cái item này này. Đâu ấy nhỉ? Đây này. Cái item tím này, cái dòng tiếng Trung Quốc kìa, các bạn là có bảo là có khả năng gây vụ nổ. Mà mình chả thấy nó nổ quá ấy. Thấy nó cứ hiu hiu kiểu gì ấy. Mà bây giờ mình lấy rồi thì khi mà mình tăng đam lại còn giảm đi 25%. Khoai sắn thực sự. Con nhân vật này thì đã khó chơi rồi. Không sao, không sao. Được cái là đánh nhanh. Thế thôi. Nó vừa trừ cái gì vậy? Nó vừa trừ đam kỹ sư của mình hay nó trừ cái gì vậy? 16% đam này. 16. Ôi. Cái này. Cái này. Cái này giữ lại rồi. Cái này phải giữ lại này. Cái này cộng 8 máu, 8 hồi, 5 hồi máu. Nhưng mà trừ 5 hút máu. Khá là cân nhắc đấy. Thôi, không chơi cái đấy. Ô, lại con này à? Con này cũng khá là khoai này. Khá là khoai trong cái việc mà di chuyển. Di chuyển mà không kéo là bị nó cho ăn đạn đấy. Ô, dính phát đạn rồi. Mấy cái con quá chịu quá. Để ta solo với con này coi. Ui mày quá. Quả đấy dính một phát mất 14 máu. Quả đấy mà dính đau hơn thì chắc là chết luôn. Mất con đang. May mà còn đang còn hơn 20 máu. Không thì quả đấy đi luôn rồi. Còn đánh đấm gì nữa đúng không? Ôi ôi. Ôi ôi, cộng 2 giáp. Cái này là cái gì đây? Vũ khí Overflow Crit Chain Will Convert Dam. Đá gì?
cũng là item đỏ đấy, nhưng mà lần đầu tiên mình thử nhờ. Lần đầu tiên mình thấy cái item này. Thử đi. 6 tốc chạy này. Dao xanh à. Dao xanh 104, từ từ mua cái dao đỏ này trước. Recycle bán này. Mua được cái này này. Ok, hết tiền luôn. Wave tiếp theo, wave 19. Để xem cái item đỏ kia nó có, nó là kiểu như thế nào nào. Bởi vì mình chưa thấy cái item đấy nó bao giờ. Chưa hiểu được cái item đấy nó có công dụng như thế nào. Nó mang lại cái lợi ích như thế nào. Ai ôi đau thế. Ui 19 máu. Quái động và đau lắm. Không đỡ được, không đỡ được mấy con này. Chạm vào đau dã man ấy. Ui đau 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 đau. Trừ 1% dam. Explosion size tăng 3. 3 speed. Tăng 800 dam. Ôi ôi. Hút máu à. Mình đang muốn lấy giáp đi. Lấy sử giáp thì chơi cho nó oanh liệt. Dao xanh à. Không. Tầm này thì mình sẽ không lấy cái dao đấy. Dao tím này lên dao đỏ này. Trừ 2 speed, tăng 2 hồi máu và 2 đam nguyên tố. Rồi, hết mua được cái gì rồi đấy. Còn 3 cái này, mua nốt cái này thì mua thôi. À, con nhân vật này thì mình sẽ không chơi Elite các bạn nhé. Đánh thường thôi. Đánh lên W20 này thôi. Ôi ôi, đi không khéo rồi. Ôi ôi. 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 Ôi thả 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 thả. Ôi ôi. Ôi ôi thả thả thả. Ôi ôi. Ôi ôi thề. Ôi ôi. Ôi ôi, pha đấy mình tưởng mình chết cơ. May tại sao mình lại né tránh được mấy phát hên tơ. Ok đấy, mấy phát đấy né là ok đấy. Quả đấy mà không có né tránh thì chắc chắn mình chết rồi. Ôi hên tê ạ. Cứ tưởng die cuối cùng là vẫn win. Khá là hay nhỉ các bạn nhỉ. Ok, đây là video mình làm về con nhân vật. Nhìn nó cũng khá là đẹp ha. Nhìn nó cũng khá là kiểu hơi, mình nhìn nó giống cái kiểu mặt nạ siêu nhân phong cái gì nhỉ, siêu nhân cái kiếm ấy để giết từ ngày xưa đấy, mấy cái siêu nhân đấy nó có tên là gì đó không nhớ. Còn con nhân vật này thì có tên là Blade Dancer, chơi đam nguyên tố là chủ yếu và tốc đánh. Nhưng mà con này tốc đánh thì công nhận ok, sướng thật khi mà đánh với lại mấy cái vũ khí kia, đặc biệt là nếu như mà các bạn chơi được cái dao điện gì kìa là mình thấy nó cũng khá là ngon đấy, bởi vì cả đam nguyên tố nữa mà. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của mình. Nếu thấy hay hãy để lại cho mình một like cũng như một đăng ký kênh. Và đừng quên comment xuống phần bình luận nhé về những nội dung kế tiếp mà các bạn muốn xem. Bye bye, xin chào mọi người.